Xin chào tất cả các bạn. Thì trên những dòng thiết bị iPhone, iOS nói chung đó, thì những cái tiện ích trên màn hình chính chúng ta có thể nhóm thành một cái group để chúng ta có thể là di chuyển cái ngón tay để đổi từ cái widget này sang cái widget khác. Thì hiện tại trên những dòng thiết bị Xiaomi cũng đang thử nghiệm cái tính năng mà chồng những cái tiện ích lên với nhau để giúp cho chúng ta có thể tạo được một cái khung của nhiều cái ứng dụng nó chồng lên nhau. Thì mình sẽ cho các bạn xem những cái hình ảnh đầu tiên của nó trông sẽ như thế này. Đây, chúng ta sẽ tạo được một cái group như thế này nè, để giúp cho chúng ta có thể chồng những cái tiện ích với nhau. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có tiện ích RAM và tiện ích của thời tiết nó chồng lên nhau nè. Chúng ta có thể bấm vào đây và chúng ta có thể edit cái group này. Đó, các bạn có thể thêm vào đây những cái tiện ích khác hoặc là xóa đi tiện ích. Thì hiện tại những cái tính năng này nó vẫn chưa được hoàn thiện trên tất cả những dòng thiết bị nha. Nếu mà các bạn muốn trải nghiệm những cái tính năng mới này thì các bạn có thể cập nhật cái app Wow bên trong cái phần mô tả video. Nhưng mà app Wow này là phiên bản của Trung Quốc nha các bạn. Và mình cũng lưu ý luôn là các bạn có cập nhật thì nữa thì chúng ta cũng không mang những cái tiện ích chồng ra bên ngoài được. Nó chỉ hiển thị bên trong cái phần này nè, cái phần app Wow bên tay trái nè. Đó, chúng ta không kéo nó ra ngoài được. Thì hiện tại nó cũng đang trong cái giai đoạn phát triển thôi các bạn. Đó, nó sẽ giúp cho chúng ta có thể tạo được những cái tiện ích chồng lên nhau như thế này. Mình có cảm giác nó rất là giống với những dòng thiết bị iOS. Thì đó là vấn đề thứ nhất. Qua tới vấn đề thứ hai của video này thì mình sẽ lại tiếp tục chia sẻ cho các bạn một cái bộ tiện ích động được chích xuất trên MIUI 15 xuống cho những dòng thiết bị MIUI 14, 13 để giúp cho chúng ta có thể tạo được những cái tiện ích như thế này. Thì trước giờ mình cũng đã chia sẻ cho các bạn hai video về những cái bộ tiện ích của MIUI 15. Nhưng mà trên hai cái bộ tiện ích đó có thể là nó sẽ bị thiếu những cái pet widget như là con mèo nè hoặc là con chó nè. Hay nó có thể là nó sẽ không có cái super folder hay còn gọi là siêu thư mục như thế này. Thì trong cái video hôm nay, cái bộ tiện ích này nó sẽ mang lại cho các bạn tất cả những cái yếu tố đó luôn nha. Từ tiện ích động nè, cho tới những cái giống như là super icon nè, hay là con chó nè, con mèo nè, hay là cái super folder, thì nó đều có trong cái video hôm nay. Thì mời các bạn cùng theo dõi nhé. Thì các bạn có thể thấy là ở đây chúng ta sẽ có được những cái tiện ích động nó khá là đẹp mắt. Và chúng ta hoàn toàn có thể bấm vào để tương tác với tiện ích. Ví dụ như là tiện ích pin, tiện ích đồng hồ, tiện ích thời tiết. Rồi, nó hoạt động rất là nhanh và ổn định. Thì ngoài ra chúng ta mang được những cái tiện ích của con chó, con mèo lên trên cái những dòng thiết bị không hỗ trợ luôn. Thì đối với những bạn mà trước giờ đã từng xem hai cái video mà mình mang cái tiện ích MIUI 15 xuống những dòng thiết bị khác rồi đó, thì cách thực hiện nó cũng tương tự như vậy nha. Thì ở cái video hôm nay mình sẽ không nói về cái cách để mình có thể mang được những cái tiện ích này lên những dòng thiết bị khác nữa, vì mình nói nữa nó sẽ trùng với những cái video hôm trước rồi. Thì nếu mà bạn nào đã từng xem hai cái video đó, các bạn đã biết cách thực hiện, thì các bạn có thể truy cập vào mô tả video, các bạn tải giúp mình cái file trình khởi chạy hệ thống này nha. Và các bạn thực hiện giống như những cái video hôm trước là các bạn sẽ có thể mang được cái bộ tiện ích này lên trên cái dòng thiết bị của các bạn. Và nếu bạn nào chưa xem thì có thể xem lại nha, đường link mình để trong phần mô tả video đó. Thì sau khi chúng ta đã thực hiện xong backup được cái file mà mình đã chia sẻ cho bạn thì các bạn sẽ có được cái giao diện này. Và mặc định của nó sẽ đi kèm với cái giao diện là bên trong là ngăn kéo ứng dụng nha. Với cái giao diện ngăn kéo ứng dụng chúng ta mới có được con chó và con mèo. Còn nếu các bạn không thích sử dụng ngăn kéo ứng dụng thì chúng ta sẽ không có được cái tiện ích con chó con mèo nha. Ví dụ mình sẽ đổi qua cho các bạn cái kiểu hiển thị là cổ điển nè. Thì chúng ta vẫn sẽ có những cái tiện ích này thôi, nhưng mà con chó con mèo tự động nó sẽ biến mất đi nha. Thì cái đó mình cũng nói rõ cho các bạn để các bạn có thể biết là các bạn có muốn mang cái backup này lên cái thiết bị của các bạn không. Thì nếu mà bạn nào thích sử dụng cái ngăn kéo ứng dụng thì có thể sử dụng cái phiên bản backup này. Còn nếu mà các bạn thích cái cổ điển thì chúng ta sẽ không có cái con chó và con mèo trên cái màn hình chính nha. Thì có lẽ là sẽ không bao lâu nữa thôi thì Xiaomi sẽ cập nhật cái tính năng là ngăn kéo của những cái tiện ích này lên trên cái màn hình chính của thiết bị nha. Còn hiện tại thì chúng ta chỉ có thể trải nghiệm nó qua cái phiên bản app Wow như thế này. Thì mình sẽ demo cho các bạn xem cách mà mình có thể thêm những cái tiện ích này chồng lên nhau. Thì chúng ta có thể ấn giữ một cái tiện ích và các bạn cứ kéo nó lên một cái tiện ích khác, nó sẽ xuất hiện một cái vòng trắng như thế này. Chúng ta sẽ thả tay ra, rồi như thế này thôi. Và các bạn có thể dùng một ngón tay các bạn vuốt để di chuyển tiện ích này qua tiện ích khác như thế này đây. Rồi, thì nếu mà các bạn thấy thích những cái tiện ích động này và chúng ta yêu thích những cái con chó hay là con mèo kèm theo những cái super folder thì các bạn có thể thực hiện cái file backup lên trên thiết bị của các bạn nha. Trước khi thực hiện các bạn cũng nên sao lưu cái file backup cũ của cái trình khởi chạy hệ thống các bạn ra chỗ khác, để khi mà chúng ta muốn trở lại phiên bản mặc định cho thiết bị chúng ta có cái để mà trở về nha. Video này của mình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé.